Chuyên mục khuyến nông xin kính chào bà con nông dân và các bạn. Khi trồng dưa lê trong nhà lưới, có nghĩa chúng ta đã tạo ra một môi trường nhân tạo để hạn chế những tác động tiêu cực từ thời tiết cũng như côn trùng sâu bệnh đối với cây trồng. Tuy nhiên, để đảm bảo cho dưa đậu quả và năng suất cao, cần áp dụng một số biện pháp kỹ thuật đồng bộ. Mục nông dân cần biết hôm nay, chúng tôi sẽ khuyến cáo một số lưu ý khi thụ phấn và tuyển quả cho dưa lê trồng trong nhà lưới. Tiếp theo, mục nhân rộng mô hình sẽ giới thiệu mô hình gieo cấy giống lúa ADI28 ở Quảng Xương. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Với thụ phấn bằng tay, bà con cần lưu ý chỉ xoay nhẹ hoa đực trên nhụy hoa cái, không cầm trực tiếp vào đế hoa cái. Vì giai đoạn này hoa cái non có nhiều lông tơ, nếu cầm trực tiếp sẽ dễ tạo ra các vết thương, vỏ quả dưa sau này sẽ sần sùi. Nếu thụ phấn bằng ong, nên đưa ong vào trong nhà lưới trước 2 ngày để ong làm quen môi trường. Thời gian thụ phấn kéo dài từ 3 đến 5 ngày tùy vào mật độ hoa. Trong thời gian thụ phấn bằng ong, không sử dụng bất cứ loại thuốc bảo vệ thực vật nào. Mặt khác, áp dụng chế độ nước tưới hợp lý. Về chế độ nước tưới, thì trong giai đoạn này thì chúng ta so với thông thường thì chúng ta có thể giảm chế độ nước tưới xuống. Đặc biệt đó là vào cái giai đoạn về trưa và cuối chiều, chúng ta có thể hãm nước để cho cái cây dưa của chúng ta nó ức chế về sinh trưởng và để nó tập trung cho cái việc là sinh thực của cây dưa. Thì lúc đó là cái hoa cái cũng như cái chất lượng hạt phấn của chúng ta nó tốt hơn. Thời gian thụ phấn cũng cần lựa chọn cho hợp lý. Mùa hè nên tiến hành thụ phấn từ 6:30 đến 8:30. Đây là thời điểm tốt nhất trong ngày để hoa đậu phấn. Không nên thụ phấn muộn vì thời tiết nắng nóng, nhị nhụy, hạt phấn khô, khả năng đậu phấn thấp. Mặt khác, dinh dưỡng thời kỳ này cũng cần được điều chỉnh phù hợp. Về chế độ phân bón thì trong cái giai đoạn mà cây dưa của chúng ta đang thụ phấn thì trong chế độ phân bón thì chúng ta cũng giảm cái lượng đạm và chúng ta tăng cái lượng kali trong cái chế độ phân bón để giúp cho cái chất lượng hoa cái cũng như là cái hạt phấn của chúng ta nó tốt hơn. Sau khi thụ phấn xong thì sẽ đến giai đoạn tỉa nhánh vô hiệu và tuyển quả. Sau khi thụ phấn 3 đến 5 ngày thì khi chúng ta đi quan sát trên các cái hoa cái thì chúng ta thấy là hoa cái bắt đầu phồng to dần. Thì lúc đó những cái nhánh chồi ở bên trên, cái nhánh mà chúng ta lấy quả đấy, thì chúng ta tiến hành là chúng ta đánh bỏ hết đi để dinh dưỡng nó sẽ tập trung để nó nuôi cái hoa cái của chúng ta nó tốt hơn. Trên cây thì giai đoạn này chúng ta bắt đầu tuyển quả. Nếu như trên cây chúng ta có đậu từ 2 đến 3 quả trở lên thì lúc đó chúng ta lựa chọn những quả nào mà nó đồng đều, nó đều và nó nằm ở những vị trí nách lá từ thứ 7, thứ 8, thứ 9 thì chúng ta ưu tiên chúng ta để lại. Còn những cái quả mà nó có biểu hiện là méo mó hoặc nó nhỏ hơn hoặc là nó nằm ở những nách lá nó cao hơn hoặc thấp hơn nách lá thứ 7, thứ 8, thứ 9 ấy, thì chúng ta đánh bỏ đi và chúng ta chỉ để lại trên cây một quả duy nhất. Kỹ thuật thụ phấn, điều chỉnh nước tưới, dinh dưỡng và tỉa nhánh vô hiệu, tuyển quả cho dưa lê không phức tạp. Và nếu áp dụng đầy đủ thì hiệu quả thu được sẽ rất tốt. Huyện Quảng Xương là một trong những địa phương có truyền thống sản xuất thâm canh cây lúa. Những năm gần đây, bà con nông dân đã có nhiều biện pháp để nâng cao năng suất cây trồng và tăng giá trị kinh tế trên đơn vị sản xuất như cải tạo đất, xây dựng thủy lợi, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, quy hoạch cánh đồng mẫu lớn, áp dụng các tiến bộ khoa học, cơ giới hóa vào sản xuất, đưa các giống lúa năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng, nên năng suất qua các năm được nâng lên. Để giúp bà con nông dân tiếp tục bổ sung thêm vào bộ giống trên địa bàn huyện những giống lúa thuần, lúa chất lượng có hiệu quả giá trị kinh tế cao. Vụ xuân 2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Quảng Xương phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nông nghiệp ADI triển khai mô hình trình diễn sản xuất 3 hectare giống lúa thuần ADI28 tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương. Đây là vụ đầu tiên ông Bùi Sĩ Hường ở thị trấn Tân Phong gieo trồng giống lúa ADI28. Thực tế cho thấy, lúa sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, cứng cây, chỗ thoát cổ bông. Đặc biệt năm nay, tình trạng bệnh đạo ôn bạc lá trên cây lúa xảy ra khá nhiều. Tuy nhiên, đối với giống ADI vẫn sạch sâu bệnh. So sánh của cái vụ chiêm xuân năm 2002 so với một số giống khác
thì cái giống này nó có ưu điểm, một nữa là nó cứng cây, hai nữa là ít nhiễm bệnh, bộ lá thanh. Về năng suất thì thực ra mà nói là nó sẽ đảm bảo năng suất, vì nhìn cái cây, nhìn cái bông lúa này là mình biết thôi, mới đưa vào, nhưng mà hầu như theo cá nhân tôi á, và một số cái hộ mà sản xuất đây thì đã hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề sản xuất cái giống này. Mô hình trình diễn ADI28 mang lại hiệu quả cao hơn so với các giống lúa đối chứng trên địa bàn huyện. Nhờ đó đã tạo sự tin tưởng cho các hộ nông dân sản xuất trong địa bàn. ADI28 có khả năng chống chịu tốt với bệnh đạo ôn bạc lá. Hạt gạo thon dài, màu hạt đẹp, gạo trong, cơm mềm, có mùi thơm nhẹ, dễ chế biến. Giống có khả năng chịu lạnh tốt, cây mạ sinh trưởng khỏe, năng suất cao hơn giống đối chứng từ 10 đến 15%. Diện tích của đất nông nghiệp là trên 700 hecta, thì đất trồng lúa là trên 400 hecta. Mà năm nay đã được công ty đưa vào để làm để nhân ra một cái quy vùng giống mới để tạo ra những cái năng suất và cái chất lượng cao. Đánh giá chung cái ADI28 này là rất chi là đạt. Trong thời gian tới, nhằm giúp cho người dân yên tâm sản xuất, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nông nghiệp ADI đang triển khai kế hoạch ký kết với các hợp tác xã trên địa bàn huyện Quảng Xương theo hình thức doanh nghiệp cung ứng vật tư cho bà con nông dân và thu mua sản phẩm thông qua hợp tác xã. Bà con chỉ việc đầu tư công chăm sóc và được trả chậm sau khi thu hoạch lúa. Trong cái vụ mùa này thì một trong những cái vụ mà nó khắc nghiệt hơn so với vụ đông xuân, nhưng mà công ty cũng đang mạnh dạn để đầu tư. Ví dụ như năm nay ở Quảng Xương là đang đầu tư khoảng 100 đến 200 hecta với cái giống là ADI28 và HANA67 để thu mua lại. Ngoài Quảng Xương ra thì công ty tiếp tục đầu tư ở huyện Nông Cống cũng từ 50 đến 150 hecta và từng bước sẽ phát triển thêm lên như huyện Thiệu Hóa rồi huyện Triệu Sơn với những cái huyện mà có trọng điểm lúa. Giống lúa thuần ADI28 là giống cảm ôn, có thể gieo trồng được cả hai vụ, thuộc nhóm lúa ngắn ngày, có thời gian sinh trưởng 128 đến 135 ngày trong vụ xuân và 100 đến 112 ngày vụ mùa ở các tỉnh phía Bắc. ADI28 thấp cây, khả năng chống đổ tốt, đẻ nhánh khỏe, xô bông hữu hiệu cao, chỗ nhanh, chỗ thoát, thời gian chỗ ngắn, năng suất cao. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nông nghiệp ADI cho biết, trong những vụ tới, công ty tiếp tục phối hợp với nhiều đối tác, các công ty thu mua, các hợp tác xã, dịch vụ nông nghiệp để đồng hành cùng bà con nông dân, mở rộng diện tích gieo trồng các giống ADI28, HANA67, đầu tư về giống, phân bón cho bà con trả chậm. Sau đó, công ty mua lại toàn bộ lúa hàng hóa với giá bán theo thời điểm thu hoạch sản phẩm. Các quy định, nội dung chủ tàu cá và ngư dân cần lưu ý về lao động chưa thành niên trong khai thác hải sản. 1. Cấm sử dụng lao động chưa thành niên dưới 18 tuổi trong các công việc trên tàu đi biển, lặn biển, các công việc ở dưới nước. 2. Việc sử dụng lao động chưa thành niên bất hợp pháp trong ngành khai thác hải sản là vi phạm luật lao động và các công ước của ILO về lao động chưa thành niên cũng như cam kết của Việt Nam trong các hiệp định CPTPP và EVFTA. Khiến người chưa thành niên phải đối mặt với các nguy hiểm và thương tổn do làm việc trên tàu cá, có nguy cơ bị tai nạn, đuối nước, làm việc xa bờ nhiều giờ, thời gian làm việc dài, làm việc ban đêm, công việc nặng nhọc, môi trường khắc nghiệt, thời tiết xấu. Khiến các chủ tàu và thuyền trưởng đối diện với nguy cơ không bán được hải sản và bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 3. Việt Nam sẽ phải đối mặt với các tổn thất kinh tế và thậm chí bị ngừng nhập khẩu thủy sản từ nhiều quốc gia trên thế giới nếu có bằng chứng vi phạm về sử dụng lao động chưa thành niên trong khai thác hải sản. 4. Chủ tàu, gia đình và cộng đồng ngư dân cần tạo điều kiện cho các em đi học, tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng cá nhân hoặc học nghề phù hợp. Bảo đảm người chưa thành niên tham gia lao động phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ gia đình. Không để người chưa thành niên làm các việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc quá thời gian quy định. Chủ tàu và thuyền trưởng cần kiểm tra kỹ giấy tờ của những người làm việc trên tàu cá để đảm bảo không sử dụng, thuê mướn nhầm lao động chưa thành niên. Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững. Chuyên mục khuyến nông xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi.